của sự ngồi xuống, ví dụ ngồi 1 giờ hoặc 2 giờ thì nó không một niệm nào hết mà cái thân nó không đau mà không buồn ngủ. Cái công năng của cái pháp đó, nó sẽ phá sạch không còn vọng tưởng. Chưa, bây giờ để tôi tắt tôi làm lại rồi. Rồi, ta lên rồi nha. Tôi rút ngắn nhất trần kế, đây thì có. Rồi. Alo. Thank you.
Xem rồi bắt đầu mấy con sẽ tập cho thầy xem coi thứ con mấy con tập được hay không. Cái đầu tiên á, cái pháp thân hành niệm, thân hành niệm trước mình đi cái hành chánh niệm tỉnh giác thì bắt đầu thầy đi trước cho mấy con thấy để biết cái cách thức để mà tập niệm. Con dịch bài cho các bạn để chú ý thôi. Practice, not just like a lecture like a last time. You're going to go through the practice, you're going to show you how to walk with your clear mind, every step that you want to make, the right step, so you're going to enlighten your spirit as well. Các tử chú ý là cái phương pháp gọi là chánh niệm tỉnh giác. Thì khi mình để hai cái tay mình xuôi xuống như thế này thì mình đặt cái tay trái ra sau lưng, tay phải đặt lên tay trái, hai tay mình giữ dùng cẩn thận chặt chẽ để cho cái thân mình nó tiếp tục để như thế này, để không mình đi như thế biết cả hai phần tay và phần chân thì nó loãng đi, nó không có tập trung gom vô cái thân hành. Còn bắt đầu bây giờ để tay cái mình nó gom chặt như thế này thì nó vô vào chỉ còn cái bước đi thôi mình thôi, do đó mình chỉ trong ý của mình, tác ý có nghĩa là cái ý nó khởi ra, nó khởi chứ không phải là niệm cái câu đó. Còn lưu ý mình niệm cái câu thí dụ như chân trái bước, mình bước chân phải bước, bước 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 như vậy là mình niệm, chỉ biết cái bước, tức là thấy ý nó tác ý theo cái bước đi. Các con lưu ý cái này, không khéo nó còn bị mất. Thường người ta bị niệm, mà niệm thì nó không có đúng, mà nó có ý nó tác ý ở trong cái đầu nó biết cái bước đi của nó, đó là nó tác ý. Không hiểu chưa đâu, cho nên gì vậy đó, thì đi lại. Như thế này là vô tâm tập trung cứ bước đi sai, nó tập trung quá, cho nên vì vậy mà nhìn ra ngoài mà chỉ thấy ở trong cái đầu của mình nó biết cái bước đi, nếu phân biệt được cái chỗ này thì gọi là tác ý, cho như lý tác ý là cái ý của mình nó nằm ở trong đó, nó tác ý từng cái bước đi, nó cẩn thận về nhặt nhiều tâm cho thằng mình tác ý ra từng cái bước 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 bước, đó là mình niệm,
nó phân biệt được cái chỗ mà thầy nói mình niệm, còn cái chỗ mà mình bước đi mà mình cảm, nó cảm nhận cái bước đi thì sai. Mà cái ý của mình nó tác ý từng cái bước, tức là biết từng cái bước đi. Cái chỗ này nó ngôn ngữ nó hơi khó, cho nên thầy khó diễn tả chỗ này, nhưng chúng ta biết tất cả. Trong đầu thầy có nói là bước, bước cái này. Nó có trong đầu nó bước theo cái bước đi. Yeah. Nhớ tác ý bằng niệm cái hành động, truyền lệnh bằng cái hành động, bằng cái ngôn ngữ, bằng cái lời nói của mình. Thầy tác ý đây là không phải là ý tác ý nằm ở trong đó, mà đây là tác ý bằng cái miệng của thầy, bằng niệm cái hành động, bằng truyền lệnh, bằng truyền lệnh. Đây là cái pháp thân hành niệm, nó không phải ngầm để ý nó tác ý, mà nó lại tác ý bằng cái cho mấy con nghe, con nghe để nghe được âm thanh của thầy tác ý. Chân trái đưa sau lưng đó, mấy con thấy chân trái tay trái đưa sau lưng đó, thầy đưa nó ra sau lưng. Tay phải để lên tay trái đó, thầy ra lệnh rồi thầy đưa. Chân trái dở gót lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Chân phải bước, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Không, bây giờ thầy làm lại. Tay trái để sau lưng, tay phải để lên chân tay trái. Chân trái bước, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Chân phải bước, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Không, em chưa? Bây giờ mình muốn ngồi, nó phòng. Thì mình không thấy thầy làm cân, nhưng mà tác ý thầy tác ý chứ không phải làm cân. Từng cái hành động của nó, còn thầy tác ý cho mấy con nghe nó là bằng cái ngôn ngữ của thầy. Thầy ngồi xuống, tức là nói nãy mà thấy thầy ngồi xuống thầy để tay đó, là thầy ngồi luôn thẳng giờ là vậy. 2 3 4 nằm đó, thì mới chấm tay sau lưng này, chấm tay sau lưng này, giữ chân ra, giữ chân ra, con ngồi xuống này, chấm tay ra, đưa tay tới trước, tăng tư tư dùng tư thế này. Như là walking method, this method is they will have your body
to get really healthy and to prevent the sickness coming, build up your immune system. By the way, exercise, inhale, exhale. By the sit up and down and your hand position and the leg position, that will, you know, push out all the toxic in the body. So it makes the body more fresh and you get healthy. And this method will help you to enter to the first, second, third and fourth level of meditation. This is a very important technique. It's very simple, but if you practice the right way, the movement, you tell the body what to do, then later on will help you to tell your body to sit quiet and stop breathing, and it will do exactly what you want. Yeah. The breathing, your body, as long as your mind doing. So when you do this action, you have to give them an order. You say that left hand, right go the back. And you say right hand, holding the right hand. Then you say left leg, move. That means you lift your heel up. And moving forward, you got to move in front and you can put it down. And the heel down, and the right leg move. You can just make an order. That's very important. Make order. Then you move your right feet forward, put it down, and the heels down, and so on and so on for 20 steps. 20 steps. Then if you do it wrong, and it's not gonna gather together, it's gonna go wrong. So you're gonna release your right hand. Right hand, you say release your left hand, okay? Then you say both hands go forward, and you start sitting down. You make an order, sit down, both hands in the back, in order for you to move your feet forward, and put your feet in the position. And as long as you sit in the right position, then you start to comfortably inhale and exhale, nostril. Two, no, you go steady, one, in and out, five times, and you start to make an order, okay, relax, both hands in the back, and you start stand up, and you would stand up, and your hand will be in front while you're standing up, and you're back to normal position, and then again, left, right. You do it steady with your mind. Know what you're doing, not doing and you think about, you know, well, my family, you know, you're doing because you're doing the movement. So later on when you get into the higher level, and this technique will help you to have an inner force and inner mind power, and you can enter into the different level of the meditation. That's exactly what the grandmaster thì và nó sẽ khóa luôn cả cái bộ thần kinh 16 tháng. Thì khi ngồi lại chỉ cần các ý tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, ngồi xuống ví dụ ngồi 1 giờ hoặc 2 giờ thì nó không một niệm nào hết, mà cái thân nó không đau mà không buồn ngủ. Cái công năng của cái pháp đó nó sẽ phá sạch, không còn vọng tưởng, ngồi tâm bất động và cảm thọ trong thân như mỏi mệt tê nhức cũng không còn, và hôn trầm thì miên buồn ngủ cũng không có. Cái pháp đó như vậy, cho nên vì vậy mà khi một người mà tập cho thuần thục nó chạy như là cái cổ xe kiên cố, nó chạy mà khi tập mà được nó chạy từ hành động này liên tục tới hành động khác, nó liên tục, nó không phải như người mới tập còn bỡ ngỡ. Còn khi nó đã quen rồi thì cứ ở trong đầu nó cứ tắt ý từng cái hành động của nó, thì do đó cái hành động đó nó sẽ chạy, nó có cái vọng tưởng cũng không, nó sẽ cán nát, nó có một cái cảm thọ gì trên thân, thân đã bị đau thì mỏi tay mỏi chân hoặc là bệnh gì nó cũng sẽ cán nát, và tất cả những cái bệnh nó cứ ôm chặt quá mà chạy. Cho nên đến khi mà chạy như vậy nó trở thành một căn cứ địa. Căn cứ địa là cái nơi mà không có giặc xâm chiếm vô được,
Cho nên lúc bây giờ nó trở thành căn cứ địa rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ ngồi im lại như thế này, ngồi tiếp bàn bán già hoặc tiếp già, chúng ta chỉ cần ra lệnh mà thôi. Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, thân không đau nhức chỗ nào cả. Ngồi một giờ đồng hồ, mình chỉ ra lệnh như vậy là ngồi bất động, một tiếng hồ không dậu, không hôn trầm, không thủy miên, không đau nhức gì cả. Đó là cái pháp thân hành thiện trở thành căn cứ địa. Còn chúng ta tu mà chưa đạt được thì khi ngồi nó bị đau tê, nó mỏi mệt, khi ngồi nó bị hôn trầm thủy miên, khi ngồi lại thì vọng tưởng khởi niệm này niệm kia lăng xăng, đó là nó chưa căn cứ địa. Còn khi tu cập tập cái pháp đó rồi á, mà ngồi lại bất động thì nó hoàn toàn như phong pháp, đó là trở thành căn cứ địa. Còn khi mà bánh xe mà chạy, bánh xe không hành niệm đó mà nó chạy từ hành động này liên tục tới hành động khác á, thì nó là cổ xe phiền cổ, cái cổ xe phiền cổ. Nhưng khi chúng ta ngồi lại mà tâm chúng ta bất động, không nó làm cho tâm chúng ta rất là an lạc, thanh tịnh, thân chúng ta không đau nhức, không hôn trầm thủy miên, thì đó là căn cứ địa của các phương pháp đó, của Phật. Cho nên hãy cố gắng tập pháp môn này thì chúng ta sẽ đạt được tâm vô lậu. Cái tâm vô lậu là cái chân lý của đạo Phật để giúp chúng ta giải thoát hoàn toàn, không còn lậu hoặc, không còn đau khổ, không còn nghĩ ngợi suy tư. Nhưng chúng ta có quyền suy tư nghĩ ngợi chứ không phải dựa ý thức. Lúc bây giờ mình nếu mà cho cái xe thân hành thiện chạy suốt 12 giờ ngày đêm rồi thì cho nó chạy luôn 7 ngày đêm, vẫn suốt đêm chúng ta vẫn tu tập ngày đêm, vẫn tu tập 7 ngày đêm. Khi mà tu tập 7 ngày đêm thì ngồi lại tâm sẽ hoàn toàn vô lậu. Hãy cố gắng tập pháp môn của Phật, pháp môn thân hành thiện rất là tuyệt vời. Nhưng chúng ta cũng cố gắng nghe có cái lực mà nó đẩy cái chân lên, thì mình đừng có nghĩ sau này lại có cái sức đẩy kỳ lạ, nó nhẹ nhàng, hoặc là mình bước đi sau nó khơi khơi, nó mình dở chân lên mình đi nghe coi nó như nó hỏng ở trên mặt đất. Đừng có nghĩ mà ngay đó tác ý, phải đi bước đi phải theo lệnh của ý thức, chứ không được nghĩ có cái lực nào đẩy hết thì mới được. Còn nếu nghĩ có lực đẩy thì nó càng đốt cái lực, nó càng đẩy nhiều hơn, càng mạnh hơn, thì đó là chúng ta đã sai pháp, bị lọt vào trong tưởng lực. Nên nhớ cái điều này cần tránh. Nghĩa là khi đang đi như vậy mà thấy ánh sáng bực sáng ra thì đó là sắc tưởng, bảo tác ý dừng lại ở chỗ này hoàn toàn, là không có một cái hiện tượng nào kỳ lạ hết. Thì lúc bây giờ chúng ta tác ý mà nó không hết thì chúng ta dừng lại, không tu tập nữa. Chúng ta xả đi ra ngoài một vòng, chừng nào hoàn toàn không có ánh sáng thì chúng ta trở lại tu tập, còn có ánh sáng thì không trở lại tu tập, còn có một cái lực đẩy thì chúng ta không tu tập, xả ra đi một vòng. Chừng nào mà chúng ta tu tập không có cái gì cả hết, bình thường lĩnh đâu hành động đó, và luôn luôn bánh xe thân hành niệm chạy kiên cố, thì như vậy là chúng ta chấp nhận. Còn có hiện tượng gì khác lạ là không chấp nhận, xả cái pháp ngay liền, đi kinh hành 5-10 dặm rồi mới trở dậy tập trở lại pháp thân hành niệm. Nhớ những cái điều mà thầy dạy, nó bị những cái trạng thái tưởng là khi nó chưa cán nát hết tâm tham sân si, thì những cái dục ở trong tâm chúng ta, cái lòng ham muốn của chúng ta, nó sẽ thể hiện ra những cái tướng của nó như vậy. Cho nên khi mà nó xả hết tham sân si thì hoàn toàn nó không có. Cho nên lúc bây giờ chúng ta dùng cái phương pháp đó để cán sạch tham sân si mạn nghi, tức là ngũ triền cái. Mà trong ngũ triền cái thì nó hiện ra cái tướng như si, là cái tướng lười biếng, cái tướng ham ngủ, cái tướng thiền miên, cái tướng vọng tưởng á, là cái tướng tham, nó khởi niệm này niệm kia, nó lăng xăng. Còn cái tướng sân á, thì nó làm cho chúng ta coi như bực tức hoặc thế này thế khác, đó là tướng sân. Tất cả những cái này chúng ta chỉ ôm pháp thân hành niệm tập luyện thì nó sẽ phá sạch. Nhưng có hiện tượng của tham sân si hiện ra là chúng ta xả ngay cái pháp thân hành niệm, đi kinh hành một dần rồi trở lại tập nữa. Và cứ như vậy lần lượt từ 30 phút chúng ta tập tăng dần đến 1 giờ, 2 giờ cho đến 12 giờ, 24 tiếng đồng hồ. 24 tiếng đồng hồ là chúng ta đã có kết quả rất lớn. Do đó chúng ta thấy cái cơ thể, cái khả năng của chúng ta có thể đi 2 ngày đêm là chúng ta tập luôn 2 ngày đêm, 7 ngày đêm là chúng ta tập luôn 7 ngày đêm là chúng ta tiến đạt. Đó là cái pháp thân tập, chứ không phải tập trong 1 ngày, 2 ngày, 1 giờ, 2 giờ là đủ, mà phải siêng năng
nhưng tập trong một thời gian ngắn là chúng ta đã đạt được. Nghĩa là khi nó đã quen đi dưới thân hành của chúng ta rồi, cái ý chúng ta tác ý nó không sai. À, sau này có dịp quý Phật tử mà về đây tu tập, hành động đi và theo dõi từng cái ý tác ý ở trong đó có đúng hay sai, cái thân hành của chúng ta mất thì nó không có hiệu quả. Còn cái ý chúng ta tác ý ra, sau này chúng ta có bốn cái lực như thật. Đó là cái thức của pháp môn thân hành này. Con sẽ dịch lại. Also added to the method of when you practice this giving order, thân hành này. And the benefit of practicing this exercise, thân hành niệm, it will delete out of all the pain in your body when you're moving steady. It will, the pain in your body or all the disorder, you know, the feeling that uneasy in your body, it will go out, it will go away when you do it right, when you practice right. And the more you practice day by day, the first maybe 20 minutes, 30 minutes, then after you got 20, 30 minutes, then you can increase it. The more you practice, your system, your body going to get better. And the more you practice in the right method, and you will get, when you reach to 5-day, 7-day practice like this, then you will reach to the enter the first, second, third, fourth level of meditation. And by the reaction, when you're moving, by something that moving your feet, you just say that, I don't want that, I want the exercise normal, not by pushing it. Anything occur, you have to be aware. Keep your mind set. You say that, I don't want that. If that still happen, you know, the more you practice, the more perfect you're gonna get power. But you don't want to use that power yet. You say that, no, I don't want no power, nobody's pushing my leg. I want this normal movement exercise. He mentioned that. Or while you practice, the more power you're gonna get, the more energy in the force you're gonna get, some beautiful something like that. You say, well, no, I don't want that. I want practice to exercise, to get used to it, to get better, to be good at it. I don't want any, distraction or anything occurring when I'm practice. If you have nothing coming in while you practice, you have to stop, relax, you know, walk around until your mind is set, relax. Then can you go back and to practice again. And coming up in your mind that you're not comfortable or you're not really aware of or something occur while you practice, you can even email to him and ask him question, and he will give you an answer. Or if you have a chance to go back and demonstrate your movement as far as the exercise of thân hành niệm, then he will see and he will know that what level you get to, and he will teach you further, deeper. When you come back some other time, you practice day by day, you get better, better, better. And you come back some other time, he will see, he will know that what level are you reaching. Is your mind going to disturb you when you're walking? Or your mind is set, clear, and focused on your step? Focus is not you make an order for your feet to moving only. I say, lifting up the toe, your heel, moving up, set it down. That's all you know in your mind. You're not going to think something else besides you doing it at the same time. He will value your practice day by day, time by time. When you come back next time, or you know, oh, this guy practice good, he's ready for the next level, then by that time he will. And when you practice good, then if you become like any sickness, like allergy or headache, cold or fever or any internal pain, external pain, if you question your life, it's like, if you question your life, it's never getting used. If you come to the, you know, more day and day, you practice, you get better 1-2 hours in the night time, in the evening or in the early in the morning,
Oh, when you have time, you get a break time, you know, practice the same in the corner. The more you focus into what you need and very approaching, you know, in sequence, in procedure that you make, and you win more successful, you know. But most of the time, keep your mind clear. Until you want to do something, and you tell the mind, hey, I want to do this. And if you guide you, because you practice already, step by step, they will come now, coming up in your mind. You will do this first, this how you do, this is the best way you're going to do, this is how you're going to get success, this is how the right way you're going to do. After you're practicing this, you do, you know, whatever you want to do. Then that, at that time you use your mind. But when you practice, you don't use thinking, imagination, whatever. Keep it clear, focus on what you're doing. Is it proper to ask a question? Do not have the physical ability for people, say, if I'm working with war veterans who are in wheelchairs, who are physically disabled, how do we do this practice? Với lại những cái người mà handicap, những cái người mà khuyết tật thế này, thì những cái người đó họ muốn tập thì chẳng hạn như họ mất một chân, hoặc là họ cụt tay, họ ngồi trên cái xe lăn, thì bây giờ không biết họ tập như thế nào. Có cách nào thì thầy có thể. Có cách cũng tu tập được cái pháp này. Họ bây giờ họ đã bị hai chân, họ chỉ ngồi trên xe lăn, họ chỉ dùng hai tay họ tập được. Còn họ cụt hai cái tay mà họ chỉ còn một chân cũng tập được, chỉ một chân co ra co vô được, dùng cái một chân mà co ra co vô vẫn được, chỉ một tay một chân còn được một cái phần cơ thể, hoặc là hai chân mà hai tay không còn thì tập cũng được, mà hai chân cụt hết thì họ ngồi trên xe lăn họ cũng vẫn đưa tay ra vô họ tập được hết, bởi vì đó là cái thân hành hoại của cái thân của chúng ta. Đi hoặc tay co ra co vô đều là thân hành hoại, còn cái hơi thở là thân hành nội. Chắc chắn là người khuyết tật nào cũng có thở hết, không thở là phải chết. Do đó thì cứ tập đưa tay ra đưa tay vô thế này, bây giờ hai chân cụt rồi thì đưa tay ra đưa tay vô thế này, đưa nó ra vô vậy, thì mình chú ý trên cái thập phần ở trong ý, các ý đưa ra đưa tay ra đưa tay vô, rồi đưa ra đưa vô 5 lần như vậy, bên đây đưa ra đưa vô 5 lần, rồi ngồi im lại, bắt đầu hít thở 5 hơi thở, rồi cũng đưa tay ra vô như vậy, đưa ra đưa vô như vậy, thì tập về cái phần tay và cái phần hơi thở kết hợp nó là cũng là phát tâm hành niệm. Là tại vì hai cái chân nó bị khuyết tật, bây giờ hai cái tay khuyết tật thì dùng cái chân co ra co vô được, thì tất cả những cái hành động của cái chân vẫn thành lại, ngồi im lặng thì chúng ta là hít thở vẫn được, người khuyết tật vẫn tu tập được và vẫn đạt được cái kết quả của cái tâm bất động vô lậu hoàn toàn, cũng chứng đạt được cái sự giải thoát của đạo Phật, không có pháp. Even the one that who lost one leg or both leg or both arm or one arm, because this method is trying to let your mind making an order for the inner of your mind and the outer of your mind. You're giving order through your physical. If you lost both legs, you can make an order just pretend that okay, I'm lifting my left leg up, and you're gonna order your mind say moving forward, even you sit on a wheelchair, but you can do it. This technique is an order of your mind to tell your body practice to become inner force through the breathing. When you're breathing, that means your spirit coming in and out. And at that time, you're making an order, like when you're breathing in and breathing out, you practice the inner force, inner energy for your mind. It's more important than your body. They lost both arms and both legs, but you can give an order. Okay, this is what you do. To bring your left hand back, your right hand holding, but in your mind controlling it, even the physical is not there. But your mind controlling to keep you focused. That's more important than your mind keeping the image of of what your the conscious mind that can't move at all. Exactly. To imagine then doing it. Okay. Mm-hmm. You building your order into your system that understanding what you want them to do. You know.
you said you're sitting there and say like your leg moving forward, left leg lifting up, and you automatically you feel that forward, and you feeling that your feet gonna go forward. That's just a method in sequence in order that you want them to do when you're building time and time by practicing. When you become the power in your mind and the forcing your mind to tell you what you want to do, I mean your body, what you want to do, that can show the, you know, the bad thoughts when you're arising, when you thinking about imagination about something, you can control all that. The purpose is, you know, and happening else. So the more, yeah, I see that his masters mentioned that when someone lost the leg, he can practice with his arm, something like that. And furthermore, and even, yeah, another, whatever you have, you can to practice with the arm or leg, even you lost it. So I guess it's just the conscious mind giving direction. Mm-hmm. And to imagine or to move whatever is possible, just the continuing, the continuing controlling of conscious mind over body, mm-hmm. the body movements wherever possible, whatever is possible. Mm-hmm. In the ritual. Yeah. Maybe you don't have no arm and leg, you can use your mind control it. That's what people should say. You have one arm, you still can practice this, going back, sit down, and you put one hand over here, just follow the method, you know, 1, 2, 3, 4. What step, second step? You don't have this arm that you can just do one arm? Mm-hmm. That's what he's trying to say. Okay. Thank you. Minh Thiện, đúng không? Minh Thiện. Vâng, vâng, Minh Thiện. Còn chim thì đặt cho nó thích Minh Đức. Your name, right now, thích Minh Đức. Thì vậy nào? Còn Kim Ngọc Minh á, thì thích Minh Nhẫn. Thích Minh Nhẫn. Thích Minh Nhẫn là hồ. Minh Nhẫn. Còn Bali thì thích nữ liên hạnh. Liên hạnh, thích nữ liên hạnh. Thích nữ liên hạnh. Thích nữ liên châu. Liên châu là du du liên. Liên châu. L-E-L-I-E-N. Thích nữ. Nữ lady. Lady. Du liên châu. So what are you? I'm here in Minh Đức. Thích Minh Nhẫn. Minh Đức. Minh M I N H Minh Đức Minh Đức D U C D Minh Đức Minh Minh Đức D U C Đức 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 Minh Đức Minh Đức Minh Đức là cái thầy con thiện là sáng suốt nhận ra được tất cả mọi điều thiện mà ngăn và diệt tất cả mọi điều ác, đó là gọi là minh thiện. Và cái tên đó lúc nào cũng thấy điều thiện, không có chấp nhận cái điều ác, không có chấp nhận điều ác. Cho nên thích Minh Thiện. Còn thích Minh Đức. Minh Đức có nghĩa là đức hạnh, lúc nào cũng sống trong những sáng suốt, trong những cái đức hạnh, không có sống không làm của mình, của người, đó là đức hạnh. Nghĩa là nói ra lời nói mà người ta buồn nhất định là không nói, tức là cái đức hạnh. Đó. Thì do đó cái pháp danh tên là Minh Đức. Minh có nghĩa là sáng suốt, đức là sống trong đức hạnh, không có làm cho người khác khổ, không có làm cho mình khổ. Người khác nói gì mà buồn phiền thì nhất định là không buồn phiền, thì không làm cho mình khổ. Đó là Minh Đức. Là right, like your mind enlightenment, right? Đức, that mean certain the rule that Minh Đức, that mean that your mind always in conscious, that people when they get angry at you, you always calm and try to love them and try to tell them what's a good thing, not because you're angry reacting, well, I want to beat you up. Mm-hmm. And that means that when you say something, you know, try to be give them a good comfort word and try to calm down the temper, the sadness, or whatever the problem is. That's the Minh Đức. That means your mind is right. Clean and Đức, that means acting and behaving, you're talking to make the benefit for others and also for you. That means Minh Đức. So when people ask you what Minh Đức means,
You would tell them what is my Buddha name. Khỏe nhục thì thuận hết, không có lúc nào cũng tâm mình vui vẻ, không có thấy mà để cho tâm mình chướng ngại, gọi là nhẫn. Nhẫn là nhịn, là tùy thuận, là bằng lòng trong mọi hoàn cảnh, gọi là minh nhẫn. Minh nhẫn là cái liên hạnh. Liên hạnh tức là liên là sen, sen hạnh là cái hạnh ở nơi mà bùng lầy hôi thất tâm, nhưng mà sen thì không hôi tâm bùi bùn, tức là cái hạnh của bông sen. Còn mang cái tên là liên hạnh, tức là dù bất cứ ở bất cứ nơi đâu vẫn tỏa ra cái mùi thơm của hoa sen, chứ không có để ô nhiễm những cái xấu ở đâu. Ở đó đó là liên hạnh, cái hạnh của hoa sen. Liên hạnh, liên that means the lotus, you know, the lotus flowers. The lotus is stand for purity. And the scent is very, very comfortable and very fresh. You know, hang that means when the lotus growing out from the mud, the stink mud, when it's growing up. But it's not because it's coming out from the mud, it's going to be stink. But it's coming up from the all the, you know, filthy thing. But it gives people, it give to everyone, and it bring the happy, and it bring the, you know, the good perfume for life, for happy thing, all the good thing. That's what mean liễu hạnh, liên hạnh, liên liên làm sao liên liên what say liên liên là liên liên lotus liên hạnh, that's what mean say liên hạnh 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 and what is hạnh. Hạnh, that mean là cái that mean this is that you the lotus born from growing up from the mud. It's not because the mud that gonna do you harm or you smell, but you coming out from, you know, from the mud, but you bring the perfume for life and purity and blooming. You know, the lotus is a beautiful thing to life. You know. Liên châu, châu là cái ngọt, châu báu, vừa là nó giữ mình, nó không bị ô nhiễm, cái hạt châu nó không bị ô nhiễm mà nó có tỏa cái ánh sáng, cho nên nó là hạt châu, cho nên gọi là liên châu. Liên châu đó là cái tên của con, cái tên của con là liên châu. Thì do đó mà cái pháp danh nó là cái hạt châu luôn luôn lúc nào nó cũng chiếu sáng, nó không bao giờ mờ, không bao giờ nó bị ô nhiễm, nó không bao giờ bị lem luốc, không có diệt cái nó diệt nó liên châu. You didn't know you. Oh, you mean like contaminated or you know contagious or you know? That mean liên, that mean also mean the lotus, you know. That mean lotus also have meaning that. That mean liên, that mean lotus, that mean the purity. And the beauty of the lotus, and the fragrance of the lotus, and it blooming the beauty thing. That means châu, that means the gemstone, gem, like diamond, ruby, like the sapphire, and all of things. That means you always shining the sparkling, you know, and nothing can contaminate that gemstone, like lotus. And it's always shining it light, you know. This life is meaning bring gift to life, to people, being happy and beautiful thing in life. You don't contaminate life. You don't bring the people misery. You don't make people angry. You don't make people sad or destroy them. Or say things that people dislike. You make people that suffer from what you say, what you do. That means liên châu, you know, shining, shine on. So you liên châu, say it. Liên châu. Okay. Là nói vậy đúng rồi. Thông nghĩa, con pháp danh là thông nghĩa. Thông nghĩa là thông suốt, nghĩa là nghĩa lý của đạo Phật, nghĩa là thông suốt nghĩa lý, cái pháp chân lý của đạo. Con thông suốt cái nghĩa đó, cho nên con tu tập, con bảo vệ và giữ gìn được cái nghĩa. Cho nên cái pháp danh của con nó tượng trưng cho cái sự tu tập của con để đến chỗ giải thoát Phật. Con hiểu chưa? Không. Bây giờ thầy nói tiếp để cho thấy được cái về cái pháp danh. Khi mấy con có cái tên
cái tên của mấy con hàng ngày được nhắc nhở qua mọi người, người ta gọi mấy con, ví dụ như Liên Đức hoặc là Liên Hạnh hoặc là Minh Đức hoặc là Minh Nhẫn hoặc là Minh Thiện. Mình nghe cái tên của mình là mình phải giữ gìn mình cho đúng với cái tên của mình thì nó mới có đầy đủ ý nghĩa của cái tên. Bởi vì cái tên nhắc cái tên người đó, nó vừa phân biệt người đó với người khác người ta không làm, và vừa phân biệt được cái đức hạnh của cái người đó. Cái người đó nghe cái tên của mình thì cố gắng giữ gìn cái đức hạnh của con người của mình để xứng đáng mình mang cái tên đó, mang cái pháp danh đó. Làm vậy thì mấy con nhớ kỹ như cái tên của mấy con, là mấy con phải sống cho đúng như cái tên của mấy con thì mấy con sẽ đem lại hạnh phúc cho mình, cho mà đem lại sự bình an cho mình. Tin là you know all the meaning of the name, you know, I just explained earlier. So you have to keep doing it. That means that when people ask you what's your name, your name means this. So he know that you are the one who have a bright mind and you have a good behavior to keep people happy, and you not to react from all the feedback from bad things. So they know that you are very calm people and intelligent people, not the regular people. So if you say your name to people, they will know that who you are. You have to practice, you have to be what you are, what your name is. So you say your name, my name Minh Đức, right? And somebody say something, you say, well, go away, I don't want that. That's not the name Minh Đức. That's not you. That just means you have to be what your name is. That means you make it better, because this is good thing. You make it better, so it will show out in your appearance. When I say, what's your name, Jimmy? Say, my name is Minh Đức. So they will know that Minh, that means you have a bright mind to distinguish. You can tell the bad thing and the good thing. You say out the bad thing and you do the good thing. That means all the you know, electromagnetic field from you will surround the people. They will feeling that wow, Jimmy is like Minh Đức. He showed the name that people can feel it. Just like a Linh Châu and Linh Vác, Linh Hạnh. They know that you bring the perfume to life when they arrive. It's like me when I meet you, okay? We talk about this and something. When I meet you and I know your name, and I know I can be comfortable. You show them that your name is Linh Hạnh. My name is Linh Hạnh. So they know that we have the lotus come out from the mud, but you always bring the good thing to life. The pure, the beautiful, the cleanliness. Tay trái để sau lưng, tay phải để sau lưng, chân trái bước ngước lên, để chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, để gót xuống, chân phải bước, đưa chân lên, đưa dở gót lên, đưa chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, bước. Một, chân phải duỗi ra, chân trái duỗi ra, chân trái co lại, tay phải bắt chân trái để lên, chân phải co lại, tay trái để lên, tay trái để gối trái, tay phải để gối phải, hít thở. Tay trái để sau lưng, tay phải để sau lưng,
chân phải duỗi ra, chân trái duỗi ra, chân trái co lại, chân phải co lại, ngồi lên, tay trái để chân để gối trái, tay phải để gối phải, đứng lên. Là con tập theo cái lệ cái chân đây. Để con lấy cái chỗ này nó đưa ra trước, đưa ra trước thấy không? Dạ. Cái này đứng lên. Đó. Thì cái tay nó không có xuôi chiều vậy, sách về. Ờ đứng vậy đó, đừng có bắt đầu hạ tay, dạ. Sang cái trở lại cái chu kỳ thứ nhất. Dạ. Là cái tay nó để mà sao vấn đề. Con để con sửa lại cái cổ hành động nó thôi không? Dạ. Cái cổ xe cũng như cái bánh xe nó quay. Thôi thì cái tâm mình nó trở cái căn cứ địa nó. Cho nên mình ngồi lại thì không bao giờ có một cái vọng tưởng nào hết. Mình ngồi lại nó gục tới gục luôn. À, hoặc là mình ngồi một hơi thì nó tê, nó đau cái thân của mình. Trái lại nó trở thành thân tâm của mình, nó trở thành căn cứ địa rồi thì tất cả những ác pháp nó tác động vô cũng được, nó đi ra hết. Cho nên cái pháp tinh hành niệm là cái pháp rất hay, nhưng nó cũng khó tập chứ không phải dễ tập. Nhưng tập bắt đầu mình tập cho nó trở thành cái cổ xe, cái cổ xe kiên cố của cổ xe. Cho nên khi mà thành cổ xe rồi đó, cho nó chạy, nó chạy cái thời gian nó chạy 5-6-7 ngày liên tục như vậy thì nó tạo thành một cái căn cứ, tức là thân tâm chúng ta nó trở thành một cái căn cứ, ác pháp không có tác động được vào nó. Cảm thọ đánh cũng không được vô, mà vọng tưởng đánh cũng không được, mà hôn trầm thì nghe đánh không được. Mà khi mà không vô được ở trong cái căn cứ địa đó rồi thì chúng ta đã chứng đạt được tâm vô lậu, chứng đạt được tâm vô lậu. Cái mục đích của đạo Phật là chứng cái tâm vô lậu chứ không có gì, mà cái pháp đó nó giúp chúng ta chứng đạt được cái tâm vô lậu. À, nó không có trực tiếp ngay đó. Tại sao mà thầy không dạy cho quý Phật tử ngồi thiền, à, ngồi xếp bằng tiết già ngồi thiền? Ví dụ tại sao thầy không dạy ngồi thiền nữa thì sao mà thầy không giảm được rồi? Tại vì thầy biết là một thời gian ngồi á thì mấy con sẽ bị bệnh chứ không làm sao mà thẳng lên được. Và nếu mà cứ tập trung ở trong hơi thở mà quên cái tâm của mình thì nó bắt đầu cúi đầu, nó gom, tức là cái cổ nó phải cúi xuống chứ không thấy nào mà nó nhấc lên vậy mà nó gom được. Mẹ nó cúi nó an á thì lại cúi, rồi có nhiều người nó lại rơi vào trong cái trạng thái không, họ không còn biết. Cho nên họ ngồi như thế này mà họ gục. Nếu sai là sai là khi họ ngồi họ lọt trong tâm tưởng rồi họ sẽ gục, họ không cần biết, họ gục như thầy gục vậy. Mà suốt một cái thời gian 30 phút hay 1 giờ họ cứ gục lên một chút, họ hoàn toàn không biết, rất là đau khổ. Hầu hết là một số tu sĩ được hướng dẫn tập, họ thích ngồi lắm, họ không đi kia, họ không chịu đi pháp thân hành niệm, cho nên họ tập ngồi, họ điều cứu sai, rất là tội. Ngồi thiền là sẽ bị lọt sanh tử, nếu mà chúng ta cố gắng tu tập, ức chế ý thức của chúng ta là chúng ta lọt sanh tâm không tưởng. Và lọt không tưởng thì cái thân nó cứ nó cúi lên cúi xuống như vậy hoài, hoặc nó ngồi nó nghiêng qua vậy đó. Trong cái sự nghiêng nó hoặc nó cúi phù xuống vậy, tức là nó gom tâm nó không có vọng tưởng là nó sẽ có sự nghĩ đạo an lạc của nó thì nó sai hết. Cho nên phải cố gắng mà tập pháp thân hành niệm, đừng có tập ngồi. Chừng mà khi mà pháp thân hành niệm nó tu nó đạt được kết quả trở thành căn cứ địa rồi, bây giờ ngồi chúng ta chưa từng tập ngồi, ngồi đéo chân đàng hoàng, bảo phải ngồi một giờ, pháp ý bảo cái thân không ngồi một giờ không đau không nhức không tê là nó một giờ không đau, chứ không phải chúng ta tập mà hết vọng tưởng. Mà nếu tập mà cho hết vọng tưởng là bị ức chế tập sai pháp. Cho nên cái pháp môn ví dụ như cái pháp môn thiền tâm thì rơi vào không tưởng, ý thức chúng ta dừng cỏ ở đây, chúng ta không có dừng ý thức mà sử dụng ý thức để tu tập, để trở thành ý thức lực, ý thức lực. Cho nên dùng ý thức, dục như ý mình muốn, định như ý túc là định như ý mình muốn, tuệ như ý túc muốn biết như ý mình muốn, chứ không phải là giết diệt ý túc. Cho nên những cái này là cái sai mà từ xưa đến giờ người ta tu, gọi là tu theo Phật giáo, tu thiền tông, mà tu sai Phật giáo.
Phật nói ý lập chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Thế mà chúng ta cứ diệt ý thức chúng ta. Ý thức chúng ta cho nên mọi hành động chúng ta đều các ý đó. Ý thức chúng ta nuôi nó để cho cái ý thức của chúng ta nó càng trở thành cái lực của nó. Cho nên khi mà chúng ta tu cái pháp thân hành niệm mà nó hoàn chỉnh, nó hoàn viên mãn được cái pháp thân hành niệm thì nó trở thành căn cứ địa. Thì cái ý thức của chúng ta muốn cái gì thông tâm chúng ta làm theo cái đó. Cho nên vì vậy mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, thân này có đau nhất chỗ nào mà lui thì nó sẽ lui, nó không có đau nhất. Đó là làm chủ sanh già bệnh chết bằng ý thức chứ không phải bằng. Nhưng bây giờ ý thức chúng ta có đây nhưng mà nó chưa có đủ cái lực, cho nên chúng ta khi đau chúng ta bảo đi nó không có đi, mà bảo hơi thở tỉnh chỉ ngưng nó không ngưng. Còn khi chúng ta có đủ cái lực của nó là tứ thần tốt rồi thì chúng ta bảo ngưng hơi thở là nó ngưng, bảo nó ngồi một ngày là nó ngồi một ngày, nó không đau nhất. Còn bây giờ mà tập ngồi tới chừng đó nó còn ngồi cũng cao lắm 1-2 tiếng đồng hồ thôi, chứ không thì nói ai vậy thì ngồi thì có ngồi, ngồi thiền làm con cốc chứ không có làm gì. Nhưng mà khi muốn ngồi nó còn bảo nó ngồi 1-2 ngày nó vẫn ngồi được. Đó là cái lĩnh của chúng ta truyền nó, thành ra cái thân của chúng ta điều khiển bằng cái ý thức, bằng cái lệnh truyền thì nó sẽ làm theo cái lệnh, chứ không phải chúng ta tập ngồi mà nó ngồi. Nhớ kỹ như vậy. Yeah. Okay, and he also say that the meditation for sleep and the mind think that okay, this is very relaxed, I like it. So they sit there for 1 hour, 2 hours, you know, and they just keep on falling asleep. They lean on one side, they want to become, they follow the pleasure, like when they're receiving. But then you think that is not the method that we are doing here. The first we have to practice thân hành niệm, that is meditation. When that you practice the thân hành niệm, it's just like a car, you know, a car driving. All the tire and all everything go together, and you're driving, know where you go home, but you know you practice fluently. When you practice to the point, like 1 hour, 2 hours gradually, and you gain the hour by practicing day by day or certain time, and when you get really firm up like a car, very tape up, you know, and you would tell your body to sit down and meditate, then that time you sit down. It's not gonna fall asleep. It's not gonna think about anything else. Because when you get used to, when you practice, when you movement, you try to get your mind not by disturbed by all the arising in the thought, your mind. Then you sit down, you tell your body sit here, meditate for 5 hours before. So you sit there for 5 hours. If there any pain coming, you say the pain go out, we don't need that. Your body will do it. You will not receive the pain. They will neutralize somehow by internal energy, internal force, you know, the power that you can sit there and you can control your breathing. If you don't want the breathing, I say, okay, 5 days. And when you come back, your body, you tell your body, okay, breathing, back to normal, and your body will start to inhale and exhale out. And try to be normalized as a normal human. After 5 days or 10 days or a month, then your body will preserve by your practice. It will not destroy your physical, you know, your organ, internal organ. Everything you already practice, you tell them. When everything, your physical and your mind is setting, now is the bell. The bell. What happening around you know. But you're not using any energy, any power of your physical. That means you already practice to be where you are and what you want your body to do. And the method, see if it's correct or not.